cho giao dịch trực tuyến. Smart OTP, vũ khí mới gia tăng an toàn bảo mật. Một yêu cầu quan trọng của của an toàn thông tin là xác thực danh tính (authentication) của đối tượng được cấp quyền sử dụng các tài nguyên điện toán (authorization digital resource) như truy nhập tài khoản, thực hiện giao dịch trực tuyến hay truy nhập máy tính. Một trong những phương thức xác thực mới nhất hiện nay là Smart OTP, một phần mềm được cài đặt trên các thiết bị di động, cho phép người dùng chủ động lấy mã xác thực giao dịch OTP one Time password mã xác thực dùng một lần cho các giao dịch trên internet banking của ngân hàng. Tuy mới được đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng ứng dụng Smart OTP đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dùng. Vietcombank nằm trong số ít những ngân hàng tại Việt Nam tiên phong ứng dụng phương thức xác thực này cho các giao dịch của khách hàng. Nếu SMS OTP, phương thức xác thực qua tin nhắn SMS, bị hạn chế khi chuyển vùng nước ngoài và token key là thiết bị rời, dễ bị thất lạc hoặc đánh cắp, Smart OTP có thể giải quyết được cả hai vấn đề trên. Smart OTP được tích hợp trực tiếp trên các thiết bị di động, có khả năng tạo ra mã xác thực OTP mà không cần đến kết nối mạng internet. Ứng dụng này cũng cho thấy sự linh hoạt khi vẫn có thể sử dụng bình thường ngay cả khi khách hàng di chuyển ra nước ngoài hoặc khi điện thoại ở trong vùng không có sóng. Các phương thức xác thực giao dịch trực tuyến của Vietcombank. Vietcombank không ngừng bổ sung vào bộ sưu tập của mình những phương thức xác thực giao dịch trực tuyến mới nhằm mang đến sự đa dạng, tiện lợi, phù hợp với nhiều hình thức giao dịch và nhiều đối tượng khách hàng. Các phương thức xác thực phổ biến đang tiếp tục được Vietcombank cung cấp đến khách hàng như như SMS OTP khi khách hàng thực hiện giao dịch, ngân hàng sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký nhận OTP của khách hàng, mã PIN khi khách hàng sử dụng mật khẩu truy cập để xác thực. Với ứng dụng Vietcombank Smart OTP được phát triển trên các thiết bị di động, khách hàng có thể nhập mã hiển thị trên màn hình ứng dụng để xác thực mỗi lần thực hiện giao dịch. Ưu điểm lớn nhất của phương thức này là khách hàng có thể chủ động lấy mã OTP khi thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng và gọn nhẹ. Sở hữu nhiều lợi thế như vậy nhưng Vietcombank vẫn không ngừng nghiên cứu, tiếp tục nâng cấp để phương thức xác thực này trở nên ưu việt hơn. Hiện nay khách hàng hoàn toàn được miễn phí khi cài đặt ứng dụng này để nhận mã OTP trong quá trình xác thực giao dịch. Ngoài ra, công nghệ xác thực bằng sinh chắc học thông qua vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt của Vietcombank cũng đang rất được khách hàng ưa chuộng đây không chỉ là một phương thức xác thực giao dịch đơn thuần mà còn mang đến một trải nghiệm công nghệ thú vị cho người dùng thay đổi hạn mức cho các phương thức xác thực trên VCBIBA Enking. để tuân thủ quyết định 630 của ngân hàng nhà nước về giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng gần đây Vietcombank đã triển khai điều chỉnh hạn mức của các phương thức xác thực giao dịch trực tuyến theo đó đối với phương thức xác thực bằng tin nhắn SMS OTP các giao dịch thuộc nhóm chuyển khoản nạp tiền thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính, nộp ngân sách nhà nước, thay đổi hạn mức giao dịch 100 triệu đồng trên giao dịch và 100 triệu đồng trên ngày, ngoại trừ giao dịch chuyển khoản nội bộ cùng chủ tài khoản không giới hạn hạn mức. Thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019. Đối với phương thức xác thực bằng ứng dụng Vietcombank Smart OTP, các giao dịch thuộc nhóm chuyển khoản, nạp tiền, thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính, tăng hạn mức lên tối đa 1 tỷ đồng trên giao dịch và 1 tỷ đồng trên ngày đối với khách hàng cá nhân thông thường tăng hạn mức lên tối đa 2 tỷ đồng trên giao dịch và 2 tỷ đồng trên ngày với khách hàng cá nhân Priority. Thời gian chính thức áp dụng thay đổi này là từ ngày 15 tháng 6 năm 2019. Việc điều chỉnh hạn mức của các phương thức xác thực giao dịch trực tuyến tại Vietcombank có ý nghĩa tích cực khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. Vietcombank luôn chú trọng áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực bảo mật, không ngừng nâng cấp phương thức xác thực nhằm gia tăng an toàn và mang đến nhiều trải nghiệm cho người sử dụng. Thúy Ngà